Dịch bệnh làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, khiến số lượng lớn người lao động, công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, nhiều tổ chức cá nhân thiện nguyện đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp họ vơi bớt phần nào những khó khăn đó. Thấu hiểu sự khó khăn của người lao động nghèo trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19, bà Hồ Thị Thanh Huyền ở quận Cẩm Lệ đã lên kế hoạch thực hiện một quầy hàng miễn phí cho người kém may mắn. Từ ý tưởng này, nhiều cá nhân khắp nơi đã cùng chung tay hỗ trợ để hình thành nên phiên chợ không đồng. Mỗi suất đi chợ, người dân được mua đầy đủ các nhu yếu phẩm, từ gạo, mì tôm, trứng, gia vị cho đến các loại rau, củ quả với giá không đồng. Xuất phát từ Đà Nẵng bị dịch, giãn cách liên tục, công nhân thất nghiệp, người bán hàng rong thất nghiệp ở phòng trọ không có. Thì chị, ý tưởng của chị là làm một cái gian hàng không đồng để phục vụ những người lao động phổ thông đang trong thời kỳ bị giãn cách. Em chị ở Sài Gòn, nó cũng vận động giúp. Nên từ đó chị có động lực thì làm, thôi lần 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 người ta ủng hộ vào. Hàng trăm suất quà gồm gạo, nước mắm, đồ ăn, bột ngọt cùng nước xịt khuẩn đã được trao tận tay cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp và tạm trú tại tổ tự quản, khu nhà trọ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng, góp phần giúp công nhân vơi bớt những khó khăn trong mùa dịch. Chúng tôi cũng cảm thấy đỡ hơn một phần nào, tại vì lượng công nhân thì ở đây mức lương thấp, phải làm 8 tiếng á. Tôi cũng không được nhiều lắm. Một số người mà vô sáu bơ dịch bơ ngồi ở nhà, tôi không có nói chung là không có một công việc gì hết. Vậy về quê thì về không được. Tôi chỉ mong là mọi người sẽ hỗ trợ cho những người nữa để có thể trang trải được trong những ngày dịch, vì để có thể cho họ về nhà cách ly cũng được. Đối với các lao động tự do, lao động mắc kẹt tại thành phố Đà Nẵng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đang đề nghị các địa phương hỗ trợ trực tiếp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, đồng thời yêu cầu các đơn vị áp dụng chính sách phù hợp cho người lao động. Về hỗ trợ công nhân thì chúng tôi đã có cái văn bản gửi tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố này về cách trả lương, rồi ví dụ như là nếu như mà thực hiện theo chấm dứt hợp đồng lao động á thì hưởng bảo hiểm thất nghiệp, còn nghỉ không lương thì chúng tôi thực hiện theo cái quy định của luật lao động, nghỉ dừng việc thì hưởng theo cái điều 98 của bộ luật lao động. Chính quyền, doanh nghiệp cùng tổ chức cá nhân cùng chia sẻ khó khăn với công nhân, người lao động trong thời điểm này là rất quan trọng và hết sức ý nghĩa, tạo niềm tin cho tất cả người dân thành phố chung tay cùng chính quyền quyết tâm đẩy lùi đại dịch.